Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bão Thể Thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn với em mình điểm qua về tin chính trong ngày hôm nay. Huấn luyện viên Pochettino 99% gia nhập MU hè tới. Chiêu mộ trò cưng của Mourinho thay Greenwood. Cristiano Ronaldo chốt việc đi hay ở lại Man United. Và còn rất nhiều thông tin khác, sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Huấn luyện viên Pochettino 99% gia nhập MU hè tới. Theo những gì được đăng tải trên Foot Mercato, các cuộc thảo luận về khả năng ra đi của ông thầy người Argentina đã bắt đầu được đẩy nhanh trong những tuần qua. Các đầu báo hàng đầu của Pháp cũng đã đồng loạt khẳng định về điều này. Tờ Foot Mercato cũng tiết lộ thêm về việc huấn luyện viên Pochettino cũng đã chán ngấy với cuộc sống ở Paris lúc này và muốn được rời đi ngay lập tức hoặc chậm nhất là sau khi mùa giải năm nay khép lại. Sau đây là những nguyên nhân được tờ báo này đưa ra. Thứ nhất là việc huấn luyện viên Pochettino được cho là rất không hài lòng khi ông thường xuyên bị cho là nguyên nhân với những thất bại của PSG cùng việc phải chịu áp lực quá lớn ở trước và sau mỗi trận đấu. Đại diện thủ đô nước Pháp đang thể hiện một phong độ rất phập phù, thiếu ổn định trên mọi đấu trường. Mới nhất là trận thua trước Nai ở Cúp Quốc gia Pháp. Nhưng theo Pochettino, đó không phải là cơ sở lý giải cho việc thuyền trưởng 49 tuổi liên tục phải hứng chịu những chỉ trích đến từ truyền thông và cổ động viên của câu lạc bộ thành Paris. Đó là điều không công bằng và trách nhiệm không nằm hoàn toàn ở vị chiến lược gia đã từng đưa Tottenham lọt đến chung kết của Champions League cách đây 3 năm. Tiếp đến là vấn đề ở trong nội bộ phòng thay đồ của đội bóng. Pochettino cảm thấy đây là một nhiệm vụ quá sức đối với ông khi phải quản lý và cai trị quá nhiều những cái tôi lớn trong đội hình của Á quân League One mùa trước. Điển hình là trường hợp của Georginio Wijnaldum khi tiền vệ người Hà Lan bị cho đã không dưới một lần thể hiện sự bất mãn với những gì đang xảy ra ở Paris. Thêm nữa là Pochettino cũng không được toàn quyền quyết định mọi thứ tại Paris, đặc biệt là vấn đề về chuyển nhượng. Tất cả đều phải được thông qua giám đốc kỹ thuật của câu lạc bộ là ông Leonardo và điều đó khiến cho tầm ảnh hưởng vị huấn luyện viên sinh năm 1972 cũng bị hạn chế đi phần nào. Mới đây nhất là việc ban lãnh đạo PSG đã lắc đầu trong thương vụ chiêu mộ Tanguy Ndombele, người mà Pochettino rất muốn đưa về sân công viên các hoàng tử trong kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua, nhưng không thành công vì không nhận được sự đồng thuận của những ông chủ người Qatar. Được biết, bất kể tình hình ở PSG từ giờ đến cuối mùa giải có như thế nào, Pochettino cũng sẽ không thay đổi ý định ra đi của mình, và biến đổi tiếp theo của ông rất có khả năng sẽ là Man United. Ngoài ra, áp lực được đặt ra về việc phải lên ngôi ở Champions League bằng mọi giá cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến quyết định kể trên. Thậm chí, nếu giả sử để thua Real Madrid trong hai lượt trận ở vòng 1/8 sắp tới, ngày mà Pochettino nói lời tạm biệt với thủ đô Paris còn có thể đến sớm hơn. MU chiêu mộ trò cưng của Mourinho thay Greenwood. Tờ Calcio Mercato mới đây tuyên bố, nửa đỏ thành Manchester đang có mối quan tâm mạnh mẽ với tiền vệ Nicolò Zaniolo. Dù hợp đồng của tuyển thủ Ý vẫn còn thời hạn đến năm 2024, nhưng giám đốc điều hành của AS Roma là Thiago Pinto đã từ chối đảm bảo Zaniolo sẽ ở lại sân Olympico sau mùa giải này. Với việc Greenwood có thể vướng vào vòng lao lý và Sancho đang không có phong độ, Quỷ đỏ kỳ vọng hàng công của họ được nâng cấp khi cầu thủ này có thể chơi được cả vị trí chạy cánh và trung phong. Ronaldo chốt việc đi ở MU. Nguồn ESPN cho hay Ronaldo sẽ đợi cho đến khi MU bổ nhiệm huấn luyện viên trưởng dài hạn mới quyết định tương lai ở sân Old Trafford. Tây sân bàn đón sinh nhật tuổi 37 vào hôm nay, còn một mùa giải nữa với Quỷ đỏ sau khi trở lại vào mùa hè 2021. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo Ronaldo sẽ đi hết hợp đồng. Có thông tin, siêu sao người bồ sẽ tìm cách ra đi ngay trong mùa hè nếu MU không đảm bảo vé dự Champions League mùa này. Bên cạnh đó còn là đồn đại khác. Nếu Rangnick tiếp tục nắm đội, Ronaldo cũng sẽ hủy hợp đồng trước thời hạn. Hiện tại, MU được cho đang tìm một huấn luyện viên trưởng lâu dài thay Rangnick tạm quyền đến cuối mùa. Pochettino hiện nắm PSG đang nổi lên là ứng cử viên nặng ký nhất cho ghế nóng ở sân Old Trafford. MU đã đúng khi chỉ để Rangnick làm tạm quyền. Việc Man United có thành tích tồi tệ đã khiến Ole Gunnar Solskjaer phải ra đi. Ngay sau đó, đội chủ sân Old Trafford đã bổ nhiệm Rangnick vào chiếc ghế nóng. Tuy nhiên, vị thuyền trưởng 63 tuổi chỉ dẫn dắt Quỷ đỏ trong phần còn lại của mùa giải. Sau đó, sẽ chuyển sang vai trò cố vấn. Do đó, ban lãnh đạo Man United phải tìm kiếm người thay thế. Hiện, Rangnick gặp khá nhiều khó khăn trong vai trò huấn luyện viên tạm quyền. Thực tế, những gì diễn ra tại Man United cho thấy chiến lược gia người Đức không thể giải quyết vấn đề đang tồn đọng. Kể từ khi Sir Alex Ferguson từ chức cách đây 9 năm, dưới thời của chiến lược gia người huyền thoại người Scotland, phòng thay đồ của Man United được quản lý chặt chẽ. Các ngôi sao luôn ra sân với tinh thần cao nhất, sẵn sàng cháy hết mình vì logo quỷ đỏ trên ngực áo. Tuy nhiên, sau khi Sir Alex về hưu, những người kế nhiệm đã không thể tái hiện được điều đó.
Oliver Rangnick bắt đầu cho thấy ông không có khả năng kiểm soát phong thái đồ. Mới đây, Jesse Lingard đã thẳng thừng phản bác phát biểu của ông thầy người Đức trên mạng xã hội. Cụ thể, Rangnick cho biết Lingard đã xin phép được nghỉ ngơi, nhưng ngôi sao 29 tuổi nói rằng đó là yêu cầu từ câu lạc bộ. Trước đó, Anthony Elanga cũng bác bỏ tuyên bố của Rangnick rằng tiền đạo người Pháp từ chối ra sân cho Man United. Hay trường hợp của Rondo khi ngôi sao 37 tuổi tỏ thái độ không hài lòng lúc bị Rangnick yêu cầu rời sân thay người. Ở trận đấu với Middlesbrough thuộc khuôn khổ vòng 4 FA Cup mới đây, Man United không có sự phục vụ của Edinson Cavani. Trước đó, tiền đạo người Uruguay xin phép được ở nhà thêm 2 ngày rồi mới đáp chuyến bay trở lại Manchester. Rangnick đã chấp nhận lời đề nghị của Cavani. Rốt cuộc, Quỷ Đỏ đã không có phương án dự phòng tốt nhất cho trận đấu với Middlesbrough rạng sáng nay. Rõ ràng, Rangnick không thể kích thích động lực được cống hiến cho câu lạc bộ của Cavani. Nếu đó là sơ lệch, chiến lược gia huyền thoại này chắc chắn có thể làm tốt hơn. Man United đã thận trọng khi chỉ bổ nhiệm Rangnick làm huấn luyện viên tạm quyền. Có lẽ, ban lãnh đạo Quỷ Đỏ đã đúng, ít nhất là khi chứng kiến những gì đang diễn ra tại sân Old Trafford. Họ cần một chiến lược gia đủ tầm để kiểm soát các ngôi sao có cái tôi lớn trong phòng thay đồ. 5 điểm nhấn trong trận Man United 1-0 Middlesbrough, sự trở lại của Pogba. Ralf Rangnick đã kiểm soát nhiều vấn đề chấn thương của Man United một cách cẩn thận cho đến nay, nhưng vị chiến lược gia người Đức đã đưa Paul Pogba trở lại mau chóng. Pogba được chơi trong sơ đồ 4-3-3 như một số 8 bên cạnh Bruno Fernandes và giành được một quả phạt đền mà lẽ ra Man United phải mở tỷ số vào phút thứ 18. Cầu thủ người Pháp đã làm tốt ở khâu tấn công, nhưng vẫn thiếu sự tập trung cần thiết khi để mất bóng quá dễ dàng ở giữa sân và phải phạm lỗi để rồi nhận phải thẻ vàng. Anh cho thấy sự mệt mỏi rõ rệt trong hiệp 2 trước khi được thay thế bởi Fred. Dù sao, sự trở lại của Pogba là rất quan trọng trong giai đoạn này, khi Man United đang trong cuộc đua top 4 vốn rất khốc liệt. Cơ hội của Sancho. Gia đình Sancho đã phải trải qua một mùa giải đầu tiên khó khăn khi trở lại Anh, được ký hợp đồng từ Borussia Dortmund với giá 73 triệu bảng. Việc anh ghi chỉ một bàn thắng ở Premier League cho đến nay là không đủ tốt. Dù sao, Sancho đã bắt đầu chơi tốt dưới thầy Rangnick. Trước Middlesbrough, anh cũng có được một pha lập công. Với việc Mason Greenwood vắng mặt, Amad và Anthony Martial đã ra đi dưới dạng cho mượn. Man United cần nhiều hơn nữa ở Sancho và cựu ngôi sao Dortmund đang cho thấy những điều hứa hẹn. Ronaldo mắc sai lầm hiếm hoi. Trong tuần này, mục tiêu của Quỷ Đỏ, Declan Rice cho biết anh sẽ tin tưởng Ronaldo hơn bất kỳ cầu thủ nào khác ở khâu sút phạt đền. Ronaldo được trao cơ hội trước tại Old Trafford nhưng lại sút hỏng. Đây là lần hiếm hoi anh thực hiện không thành công cú sút 11m. Sau đó, CR7 cho thấy sự quyết tâm ghi bàn trong suốt trận đấu, thực hiện một số pha chạy chỗ thông minh nhưng vẫn vô duyên. Việc Man United không tận dụng được cơ hội đã trở lại ám ảnh họ trong hiệp 2. Quỷ Đỏ tự hại mình. Trận đấu đáng lẽ đã nằm trong tầm kiểm soát của Man United trước khi Middlesbrough thực sự bắt nhịp. Ronaldo và Marcus Rashford trong số những người đã bỏ lỡ cơ hội định đoạt trận đấu. Oliver Rangnick có lý do để khẳng định đội bóng của ông nên thắng 3-0 từ hiệp 1. Sau đó, Man United đã bị gỡ hòa bởi một tình huống phản công gây nhiều tranh cãi và bị loại khi thua trong loạt đấu súng. Họ chỉ còn biết tự trách mình. Trước đêm nay, màn trình diễn tốt nhất của Quỷ Đỏ là trên sân nhà trước Leeds United hòa 1-1. Thật sự, các học trò của Rangnick thiếu đi sự lạnh lùng trong dứt điểm và quá sơ hở trong việc chống phản công. Man United lại trắng tay. Man United tưởng như đã nắm chắc chiếc vé đi tiếp ở FA Cup, nhưng họ đã để thua Middlesbrough và đánh mất luôn cơ hội giành danh hiệu thực tế nhất trong mùa giải. Ở Premier League, Quỷ Đỏ chỉ dám đặt mục tiêu top 4, trong khi đó Champions League chỉ có điều thần kỳ xảy ra mới giúp họ đăng quang. Nếu trắng tay trong mùa giải này, Man United sẽ có 5 mùa giải liên tiếp không có danh hiệu. Đó là điều đáng thất vọng so với cái tầm của đội chủ sân Old Trafford so với những gì họ đã chi ra. Rangnick còn nhiều việc phải làm để giải quyết những vấn đề của Man United. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.